Vâng, xin chào các bạn, mình là Tùng và mình đến từ hệ thống bán lẻ VK. Thì ngày hôm nay thì mình lại mang đến cho các bạn một cái dòng sản phẩm giá đỡ dành cho các thiết bị từ 10.9 inch đổ xuống. Và đây là sản phẩm của chúng ta đây. Sản phẩm mà hiện tại đang có mức giá là 160.000. Và hiện tại phiên bản này đang có ở hệ thống bên mình gồm 3 phiên bản là màu trắng, màu hồng và màu đen. Điểm qua một chút về bên ngoài cái sản phẩm này thì bạn có thể thấy là sản phẩm có kích thước khá là nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Bao bọc xung quanh cái sản phẩm này là nhựa ABS cho khả năng chống trầy, chống xước. Khu vực mặt dưới của sản phẩm này gồm các cái điểm mút giúp cho cái sản phẩm để trên các bề mặt thông thường được cố định và chắc chắn. Khi ta mở sản phẩm này lên thì ta có thể thấy là bên trong sản phẩm cũng được trang bị những cái lớp mút này. Và nhiệm vụ của nó là để giữ chặt cái sản phẩm khi mà các bạn để ở trên cái giá đỡ này. Ở đây thì các bạn có thể thấy là những cái đỡ này nó tự động mở ra. Bởi vì ở bên trong những cái giá đỡ này gồm có những cái cuộn dây thép được cuộn tròn với nhau và đặt ở bên trong, để khi mà các bạn mở cái nắp này lên thì nó hoàn toàn tự động nó mở ra. Ngoài ra thì cái khớp xoay của cái sản phẩm này có thể mở rộng lên đến 90 độ giúp các bạn thoải mái sử dụng và tùy từng nhu cầu khi mà các bạn trải nghiệm cái sản phẩm này. Thì điểm qua một chút về cái bộ phận chân đỡ của cái sản phẩm này thì cái chân đỡ này nằm ở giữa hai khớp. Cái khớp bên dưới chân này có thể mở lên và đẩy thấp xuống, ở bên phía bên trên cũng vậy. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng thì các bạn có thể kéo cao cái chân đỡ này lên. Các bạn có thấy cái chân đỡ này có gì đặc biệt không? Khi mà nó được làm hình vòng cung và ở bên trong này là hợp kim nhôm, thì mục đích của nhà sản xuất là giữ cho cái sản phẩm được chắc hơn. Và cái kết cấu này cũng đem lại cái trải nghiệm tốt hơn. Và ngoài ra thì nó còn giữ cho cái sản phẩm được cân đối hơn khi mà sử dụng những cái thiết bị cỡ lớn từ 10.9 inch đổ xuống. Các bạn có thể thấy những cái phần khớp này nó rất là chắc chắn này. Cái phần hợp kim nhôm ở đây rất là bóng bẩy, sang trọng. Và khi mà không dùng nữa thì các bạn có thể thu gọn nó lại. Đây, sản phẩm mà hiện tại đang được bán tại hệ thống bên mình là 160.000. Thì với cái sản phẩm này các bạn có 3 màu tùy biến để lựa chọn, gồm màu đen, màu hồng và màu trắng. Ngoài ra sản phẩm này có thể sử dụng cho các thiết bị có kích thước từ 10.9 inch đổ xuống. Ngoài ra thì bề mặt của sản phẩm này được bao bọc bởi lớp nhựa ABS cho khả năng chống trầy, chống xước. Thì với 160.000 này thì mình thấy cái sản phẩm này hoàn toàn xứng đáng với mức giá này. Thứ nhất là nó sang trọng này. Cái thứ hai là nó vô cùng tiện dụng. Khi mà các bạn muốn để nó trong túi quần hay là cho vào túi sách thì nó cũng không chiếm diện tích nhiều. Và trong mỗi lần mình trải nghiệm, mình xem phim hoặc là mình chơi game ấy, thì những cái giá đỡ như thế này giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và với những cái chia sẻ như trên thì các bạn thấy cái sản phẩm này như thế nào? Hãy cho mình một bình luận ở bên dưới, link sản phẩm mình sẽ kèm ở phần mô tả. Và mình xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.